Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ dưới hình thức trực tuyến vào chiều qua với sự chủ trì của Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động tại bãi Ba Đầu, quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định. Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của mình được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp và chính đáng đó. Việc các tàu Trung Quốc hoạt động trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và đi ngược lại tinh thần và nội dung của tuyên bố của các bên ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút tàu cá khỏi khu vực nói trên và tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Liên quan đến tiến trình công nhận hộ chiếu vaccine, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao. Theo đó, thì người mang các giấy tờ này được sử dụng trực tiếp ở Việt Nam và được giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày. Về hình thức, thì mẫu hộ chiếu vaccine phải được cấp đồng thời trên môi trường điện tử và bản giấy phải mang mã xác thực. Còn về quốc gia và vùng lãnh thổ cấp, thì các quốc gia và vùng lãnh thổ phải có hệ số an toàn cao, tỷ lệ tiêm chủng rộng rãi. Và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ thì các cơ quan chức năng của Việt Nam đang cân nhắc việc mở rộng đối tượng được nhập cảnh Việt Nam để áp dụng vào thời điểm thích hợp, tiến tới sớm nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ. Bộ Ngoại giao cũng đang khẩn trương trao đổi với khoảng 80 đối tác để đẩy nhanh việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine. Cũng tại buổi họp báo, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông báo về các hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tuần tới.